Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam phối hợp Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đồng tổ chức chương trình trao tặng giải thưởng sản phẩm vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 nhằm tôn vinh các sản phẩm liên quan đến chuỗi giá trị trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm liên quan đến chuỗi giá trị trong ngành chăn nuôi Việt Nam như con giống, thức ăn, thuốc thú y, sản phẩm chế biến, máy móc, thiết bị, chuồng trại. Giải thưởng sản phẩm vàng chăn nuôi Việt Nam được triển khai bình chọn từ tháng 10 năm 2023 tại Hà Nội. Sau gần 8 tháng phát động, chương trình đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, đơn vị trang trại đăng ký tham gia với hơn 200 sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau. Trải qua 2 vòng lựa chọn và đánh giá, tại vòng chung khảo, Hội đồng Khoa học đã lựa chọn 35 sản phẩm xuất sắc được trao giải. Theo lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, việc ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao nhằm góp phần động viên các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hăng say lao động sáng tạo, cải tiến chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.